bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có anh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu dù lòng ai. Con này là đang test mọc một chảy bánh mỹ là tích là xích chín là 444B chất mọc của bánh nhá, không có vang, không qua gì hết, cắm trực tiếp tín hiệu từ đầu màn vào luôn đây này. Mong em đi đây. Đấy. Một trong số ít những con đẩy mà có thể chơi trực tiếp được luôn, không cần phải qua bà rè. Nó tích hợp hết các phần xử lý nhạc bass trung treo ở bên trong con đẩy này rồi. Để đằng sau cái mạch này nó tích hợp hết bên trong rồi, cắm là chơi thôi. Đấy, nó sẽ phù hợp cho các bác nghe nhạc. Đấy, nghe nhạc âm thanh hay ăn các thứ chơi luôn. Con này thì 6,5 triệu. Máy Mỹ xịn, sò sắt Mexico. Đang đánh với đôi 25VPK CP10 bát chép Willa đẩy Willa. Cặp này đang bán với giá 6 triệu. Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng. Đấy, tết mọc các bạn, nghe chất âm vẫn cứ là ok, không hề qua bà rè gì hết. Con đẩy này thì sử dụng cho những cái hệ nghe nhạc rất là ok, rất là hay. Chất âm thì cực kỳ là sạch sẽ và chi tiết. Chạy lòng thương nhớ những phút xưa qua qua. Đấy, kia là kiểu lối cỏ ngày xưa. Trước chả có gì, mỗi công tắc volume là tích hợp hết bên sau. Bóng dáng ai in sâu trong 6,5 triệu các bác nhá. 6,5 triệu còn bay Mỹ này. À đâu, 4,5 triệu nhỉ? Em nhỉ, 6,5 triệu là loa. 4,5 triệu còn đẩy nhá. Xin chào lại các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau nhé.